chương một về nhà nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio vũ trụ song song làm tinh hoa hạ mà đồ tỉnh an khu nào đó nhà trọ bốn trăm bốn phòng mênh mông thiên nhai là ta yêu kéo dài dưới chân thanh sơn hoa đang nở chu siêu cầm lấy đặt lên bàn di động nhìn điện báo vẽ mặt hốt hoảng một hồi lập tức ngón tay xẹt qua màn hình uy tam cô siêu nhi lúc nào về phù châu a ngươi hiện tại cũng tốt nghiệp lâu như vậy rồi lúc nào về tới xem một chút đi ba mẹ ngươi lưu lại quay tạp hóa hiện tại chuyện làm ăn còn có thể chu siêu nghe trong điện thoại truyền đến mang theo có chút thanh âm khàn khàn suy nghĩ một chút tam cô ta qua hai ngày sẽ trở lại ai trở về liền tốt mùi mùi ngươi lão nghỉ ngươi mỗi ngày đều la hét muốn gọi điện thoại cho ngươi chỉ chớp mắt cũng có ba bốn năm không nhìn thấy nàng tiểu nhiên hiện tại nên sắp tốt nghiệp trung học đi. Ân, lão nghịch ngợm, ngươi trở về cố gắng quản quản nàng, tam cô mang theo một tia bất đắc dĩ nói rằng. Lão bản bao nhiêu tiền? Chu siêu nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh, lập tức nói đến tam cô ngươi trước tiên bận biểu, ta trước tiên treo. Chu siêu nắm điện thoại di động ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, chu siêu là cái người xuyên Việt, đến từ địa cầu. Trong đầu nghĩ mấy năm trước mới vừa xuyên qua tình hình, tiền thân mới vừa tốt nghiệp trung học nghỉ hè theo ba mẹ đồng thời quản lý quầy tạp hóa tùy tụng ba mẹ đi vụ đô nhập hàng đường về thời điểm phát sinh tai nạn xe cộ bị một chiếc quá tải xe vận tải lớn đụng phải tiền thân bị trọng thương đi đời nhà ma mà chu siêu liền ngủ một giấc liền xuyên qua đi tới thế giới này thay thế tiền thân ở nằm bệnh viện nửa tháng mới xuất viện mà ba mẹ vì cứu giúp vô hiệu bất hạnh tạ thế chu ba chu mụ hậu sự đều là do tam cô xử lý hậu sự bởi gây chuyện tài xế lúc đó nghiêm trọng quá tải, công ty bảo hiểm chỉ bồi trả một phần nhỏ, cuối cùng gây chuyện tài xế gia thuộc chỉ bồi thường 30 vạn, thêm vào công ty bảo hiểm tổng cộng bồi thường 80 vạn, chu ba chu mụ cho chu siêu lưu lại một bộ ba phòng lớn cùng một cái quầy tạp hóa, trong nhà quầy tạp hóa cũng do tam ba tạm thời kinh doanh. Đảo mắt mấy năm trôi qua, thành công đem đại học hỗn tốt nghiệp, gần nhất lại đem công tác từ. Dù sao mình lúc trước không xuyên qua thời điểm chính là một cái phổ thông tóc húi của dân chúng, xem tiểu thuyết, phim truyền hình, cái gì đều không nhớ kỹ, cũng làm không được văn hóa bốc vác. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Siêu liền lấy hành lý chạy tới cầu vòng sân bay, hắn tối hôm qua liền cho chủ nhà trọ gọi điện thoại đem nhà lụi rơi mất, tiền thế chấp trực tiếp không muốn. Ken, mà đô đến vụ đô chuyến bay bắt đầu kiểm phiếu, xin quý khách đúng lúc kiểm phiếu đăng ký. Chu siêu lấy hành lý kiểm phiếu, đăng ký, để tốt hành lý, nhìn ngoài cửa sổ, ngẩn người, tạm biệt, ma đô, ta sẽ trở về. Uy, tam cô, ta mới vừa xuống phi cơ, ân, chúng ta dưới an vị cái xe trực tiếp trở về. Chu siêu mới vừa đi ra vụ đô giang bắc sân bay, liền nhận được tam cô điện thoại. Muốn, ta đi mua một ít món ăn, chờ lần tới đến rồi trực tiếp đến ta này ăn cơm trưa. Chúng ta ha trước về nói đến không nói gì liền nghe thấy điện thoại bị cắt đứt xem điện thoại di động chu siêu cười lắc đầu một cái hắn biết tam cô chính là nghĩ nhường hắn đi trong nhà ăn cơm ai chu siêu thở dài vẫy vẫy đầu nâng hành lý tới ngồi lên phù châu sân bay xe buýt tới gần buổi trưa chu siêu trở lại xa cách đã lâu quê nhà phù châu cải bệ chi hương tiện tay bắt xe taxi đi hoàng kim hải ngạn chu siêu nhìn ngoài cửa sổ nhìn mấy năm qua không gặp thành thị tâm tư không biết tung bay tới nơi nào. Anh chàng đẹp trai, Hoàng Kim Hải ngạn đến, tám khối. Tài xế xe taxi âm thanh tỉnh lại thần Du Chu Siêu, Chu Siêu lấy điện thoại di động ra thanh toán tiền xe, sau khi xuống xe, Chu Siêu lấy lại bình tĩnh hướng về tiểu khu đi đến. Tung tung tung, Chu Siêu nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng, đến rồi. Một trận chất phát mạnh mẽ âm thanh truyền đến. Răng rắc. Cửa phòng mở ra Chu Siêu nhìn thấy một vị to lớn người đàn ông trung niên nhân tiện nói. Cô phụ ngươi cũng ở nhà nhà không ở công ty mà, không phải nghe ngươi tam cô nói, tiểu tử ngươi trở về mà, mau vào, đến đem hành lý đưa cho ta. Siêu nhi, mau vào lập tức liền có thể ăn cơm. Trong phòng bếp truyền đến tam cô âm thanh cô phụ nắm qua trong tay hành lý liền hướng về trong phòng đi, vừa đi vừa nói. Ngươi tam cô làm ngươi thích ăn món ăn, đã lâu không ăn được qua đi ăn cơm rồi nhanh lên một chút lại đây ngồi ăn cơm tam cô bưng một bàn trượt canh thịt từ phòng bếp đi ra siêu nhi biết uống rượu không cùng ngươi cô phụ uống hai ly rượu uống không được bia còn có thể uống một chút chu siêu cười nói đến 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 chúng ta uống trước có ngươi thích ăn nhất trượt canh thịt cùng kho móng heo cô phụ tiện tay đưa tới hai chai bia đây là tam cô cũng bưng món ăn từ phòng bếp đi ra món ăn lên đủ ăn cơm đi. Lập tức mọi người biến động lên chiếc đũa, ở ngươi một lời ta một lời bên trong thời gian lặng lẽ sẽ qua. Cơm nước no nê qua đi, tam cô thu thập xong bát đũa ngồi vào chu siêu bên cạnh nói rằng. Siêu nhi, ngươi bây giờ trở về đến rồi, liền đem quầy tạp hóa tiếp nhận qua đi, mấy năm qua quầy tạp hóa tiền lợi không tốt lắm. Chỉ có gần như 20 vạn dáng vẽ chờ một chút tam cô đem tiền chuyển ngươi thẻ lên chu siêu nghe nói liền lắc đầu một cái nói rằng tam cô quầy tạp hóa ta có thể tiếp nhận nhưng tiền ta liền không muốn mấy năm qua vẫn luôn là ngươi ở kinh doanh tiền ngươi nhận lấy đi vậy cũng không được tiền này chính ngươi thu ngươi hiện tại lại không có công làm cái gì chính lúc cần tiền tốt liền nói như vậy định chờ một chút ngươi tam cô đem tiền chuyển cho ngươi bên cạnh nửa nằm cô phụ lớn tiếng nói chu siêu trầm tư chốc lát nói cái kia tiền ta hiện tại chỉ cần một nửa, còn lại các ngươi giữ lại, ta thiếu tiền lại tìm các ngươi muốn, này dù sao cũng nên có thể đi, bằng không ta một phân tiền cũng không muốn. Tam cô nhìn một chút cô phụ, được thôi, lúc nào kém tiền cho ta nói, đúng, này chìa khóa ngươi cầm, đây là nhà ngươi quầy tạp hóa chìa khóa, chính ngươi thu cẩn thận, ngày mai ngươi liền đi tiếp nhận quầy tạp hóa. Ừ, ta biết rồi. Đảo mắt đến chiều 2 giờ rưỡi. Chu Siêu đứng lên nói: "Tam cô, cô phụ, ta về nhà trước, trở lại còn muốn thu thập một hồi." "Cũng được, mấy năm qua trong nhà mỗi tuần đều có nhân viên vệ sinh đi quét tước, trong nhà đồ vật đều có." Tam cô nói rằng Chu Siêu lập tức xoay người nâng hành lý, nói một tiếng "Đừng", liền mở cửa rời đi. Trở lại xa cách 4 năm nhà, Chu Siêu hai tay nâng trên bàn tiền thân cha mẹ di ảnh, hai mắt chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt, có thể đây chính là tiền thân cho ta lưu lại chấp niệm đi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Siêu liền ra cửa, mang theo quầy tạp hóa chìa khóa, hướng về quầy tạp hóa đi đến. Quầy tạp hóa là ở một cái cũ kỹ tiểu khu phụ cận, nơi này ở 20 năm trước là toàn bộ thành thị lớn nhất, theo thời đại biến thiên, trước đây phồn hoa địa phương cũng chậm chậm trở nên cổ xưa. Chỗ ở cách quầy tạp hóa cũng không xa, bước đi tiêu tốn 10 đến phút, Chu Siêu nhìn này tiền thân cha mẹ phấn đấu 20 năm quầy tạp hóa, trong lòng không khỏi hiện ra một chút hy vọng ta sẽ cố gắng sinh hoạt xuống, không quản là vì mình, vẫn là vì tiền thân cha mẹ. Chu siêu đứng ở quầy tạp hóa trước cửa, dùng chìa khóa mở cửa, khen. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Thu được đánh dấu hệ thống. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ken, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt đánh dấu hệ thống, có hay không trói chặt hệ thống. Chu siêu cả người liền mộng bức, hệ thống chuyện như vậy không phải chỉ tồn tại ở tiểu thuyết bên trong à lẽ nào ta là ông trời vừa ý nhóc hệ thống giới thiệu một chút ngươi có cái gì công năng trói chặt hệ thống sau có thể mỗi ngày đánh dấu đánh dấu chia làm nhật ký chu ký nguyệt ký năm ký đánh dấu tích lũy càng lâu thu được vật phẩm càng quý giá ken có hay không trói chặt đánh dấu hệ thống trong đầu truyền đến âm thanh thức tỉnh mới vừa mộng bức trạng thái bên trong chu siêu trói chặt lập tức trói chặt chúc mừng ký chủ trói chặt hệ thống, thu được tân thủ gói quà ít một, có hay không mở ra tân thủ gói quà. Tạm thời không mở ra, Chu Siêu đẩy cửa ra, đi vào quầy tạp hóa, nhìn này không tới 50 mét vuông quầy tạp hóa, lại nghĩ đến mới vừa thu được hệ thống, cảm khái nói. Tương lai có hy vọng. Chu Siêu xoay người ngồi vào quầy thu tiền sau trên ghế nằm nói rằng. Đánh dấu, Ken, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ ngũ lăng hoành quang MINIEV, tiền mặt 10.000 nguyên. Ngũ Lăng Hoành Quang. Cái gì tình huống? Hệ thống ngươi phần thưởng như thế cấp thấp à? Ký chủ, ngươi là tiểu thuyết xem nhiều, bản hệ thống công bằng công chính, hệ thống tổng cộng đánh dấu số ngày càng nhiều, vật phẩm càng quý giá. Được thôi, có dù sao cũng hơn không có tốt, Chu Siêu nằm ở trên ghế nằm liếc mắt nói rằng, "Hệ thống, mở ra tân thủ gói quà." Mở ra hệ thống gói quà chúc mừng ký chủ thu được tân giang tiểu khu nơi ở 10 bộ tiền mặt 10 vạn nguyên, có hay không lĩnh. 10 bộ nơi ở, chu siêu cao hứng từ trên ghế nằm đứng lên. Lĩnh. Lĩnh hoàn tất, Trung Quốc ngân hàng 9527 tới sổ 11 vạn nguyên, ngạch trống 965.328. 62 nguyên. Hệ thống, xe cùng giấy chứng nhận bất động sản đây. Xe đã dừng ở quầy tạp hóa bên ngoài chỗ đổ xe, chìa khóa ở quầy thu tiền trong ngăn kéo đầu tiên, giấy chứng nhận bất động sản ở trên xe. Chu siêu kích động mở ra ngăn kéo, nhìn thấy chìa khóa liền lẳng lặng mà nằm ở trong ngăn kéo, chu siêu bắt được chìa khóa đi ra ngoài, liền nhìn thấy một chiếc khéo léo hoành quan đẹp để dừng ở khoảng cách quầy tạp hóa 10 mét chỗ đầu xe lên. Bước nhanh đi lên phía trước, mở cửa xe nhìn một chồng màu đỏ sách vỡ đặt ở chỗ ngồi lái xe lên, Chu Siêu mở ra giấy chứng nhận bất động sản mặt trên diện tích đều là ở 80 100 mét vuông. Chu Siêu ở trong lòng nghĩ nghĩ, những phòng ốc này tổng giá trị đại khái ở 6,7 triệu tả hữu. Hệ thống, đánh dấu tiền mặt sẽ sẽ không gây nên ngân hàng chú ý, Chu Siêu thấp thỏm hỏi. Thỉnh ký chủ yên tâm, tài chính đều là đến từ chính hải ngoại một cái nào đó quỷ hội, thỉnh ký chủ yên tâm lớn mật sử dụng, Chu Siêu nghe vậy mới yên tâm bên trong thấp thỏm. Lão bản, người ở sau mua bao thuốc lá. Chu Siêu nghe thấy quầy tạp hóa có người ở gọi mình, lập tức đem giấy chứng nhận bất động sản để tốt khóa cửa kỹ hướng về quầy tạp hóa đi đến, đến rồi đến rồi, người muốn mua cái gì khói? Đến một bao hoa tử. Tốt, lập tức. Chu Siêu đi vào quầy thu tiền, từ phía sau lấy ra một bao hoa tử đưa cho khách hàng đồ. Lão bản làm sao thay đổi người nha? Khách hàng kinh ngạc nói rằng, há, trước đây lão bản là ta Tam cô hiện tại ta tiếp nhận, sau đó chính là ta đến kinh doanh, sau đó còn muốn phiền phức các ngươi nhiều quan tâm chuyện làm ăn rồi. Chu siêu cười đối với khách hàng nói rằng, há, cái này đều là việc nhỏ, đều là khách quen cũ, yên tâm yên tâm, lão bản, đến quét mã. Chu siêu lấy điện thoại di động ra mở ra uy chát thu khoản số, khen, uy chát tới sổ 45 nguyên. Di động vang lên đi tới sổ sách tiếng nhắc nhở, khách hàng dơ dơ lên trong tay di động, đi ra quầy tạp hóa thời gian thoáng qua vừa thể, kết thúc mỗi ngày, Chu Siêu tổng cộng bán hai. Ba ngàn đồ vật, phần lớn đều là dầu gạo trà khói các loại, Chu Siêu lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định kết thúc ngày thứ nhất lão bản công tác. Lập tức đơn giản quét dọn một chút vệ sinh, khóa kỹ quay tạp hóa cửa lớn, liền hướng xe đi đến. Bốn năm kiếp sinh viên, bằng lái đã sớm lấy vào tay, hiện tại rốt cục có cơ hội đại triển thân thủ, bởi hoành quan đẹp để là cái khéo léo xe điện, vì lẽ đó không phải rất phiền phức, Chu siêu ung dung nắm giữ điều khiển kỹ xảo. Về đến nhà, đơn giản tắm rửa sạch sẽ, Chu siêu nằm ở trên giường, trong lòng sống lớn chưa bình tĩnh, cuộc đời của ta từ giờ khắc này mang đến trời đất xoay vần thay đổi, vẫn ở trên giường lăn qua lộn lại đến đêm khuya mới chậm rãi ngủ, mênh mông thiên nhai là ta yêu kéo dài dưới chân thanh sơn hoa đang mở, di động điện báo tiếng chuông thức tỉnh trong giấc mộng Chu siêu, trở tay cầm lấy điện thoại, nhìn không có ghi chú số điện thoại ngón tay sẽ qua màn hình uy cái kia chu siêu hai mắt vô thần nói rằng chu siêu ngươi đồ chó ngươi về phù châu cũng không nói một tiếng nếu không phải ngày hôm qua ta tình cờ gặp ngươi tam cô ta cũng không biết ngươi trở về đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận gào thét chu siêu đem điện thoại di động bắt được một mét ở ngoài các loại đối diện gào xong mới cầm trở về Lúc này Chu Siêu đã biết rồi gọi điện thoại cho mình chính là mình bạn thân Lôi Minh Đường, người cũng như tên, khi nói chuyện liền theo xét đánh giống như, từ tiểu học đến cao trung hai người đều là một lớp, vì lẽ đó tình cảm đặc biệt tốt. Lôi pháo trượng, ngươi có thể hay không nói nhỏ thôi, ta này không phải mới trở về mà, mới dàn xếp tốt, ta còn đang suy nghĩ qua hai ngày cho các ngươi gọi điện thoại hẹn các ngươi đi ra tụ tập đây, ngươi đúng là trước tiên gọi điện thoại cho ta lại đây ngươi không thấy cao trung quy quy gờ rút lớp bên trong mà lớp trưởng đang tổ chức mọi người liên hoan đây nói là mọi người đều tốt nghiệp đại học mọi người cùng nhau tụ tập tụ tập tới hơn nữa ta nghe nói ngươi mối tình đầu hạ viện viện cũng sẽ đến hạ viện viện nàng không phải xuất ngoại du học mà tại sao trở về đây hẹn cẩn thận liên hoan thời gian không có ngày kia thứ bảy bọn họ ở trong đám đã nói xong rồi phù châu khách sạn lớn bốn sao đẳng cấp vẫn là có thể nói là lớp trưởng vương duy sắp xếp đến thời điểm hai ta cùng đi chứ được thôi đến thời điểm điện thoại liên hệ chúng ta cùng đi chu siêu là suy nghĩ chốc lát trả lời được đến thời điểm gặp mặt đang nói chuyện ta lên trước bang lôi minh đường nói xong cũng cúp điện thoại ký chủ hôm nay có hay không đánh dấu đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu được tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 3 Phòng thuê con Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đánh dấu kỹ năng xe thần, kỹ năng xe thần Đỉnh cấp tay đua xe, mô tô, đua xe các loại, chu siêu trong nháy mắt kích động không thôi Mặc dù nói chính mình có giấy phép lái xe, cũng biết lái xe Thế nhưng theo cũng chỉ giới hạn ở có thể đem lái xe đi. Lĩnh kỹ năng, một luồng tin tức tràn vào trong đầu, Chu Siêu làm tốt đau đớn chuẩn bị, Kết quả đợi nửa ngày không phản ứng gì, liền hỏi: "Hệ thống, chuyện gì thế này?" "Ngươi là tiểu thuyết xem nhiều, ngươi não dung lượng rất lớn, này điểm tin tức chỉ có thể tính như muối bỏ bể, ngươi đúng không ngốc?" Ngạch có nói như vậy ký chủ mà. Chu Siêu khí đầu ông ông, giơ tay lên bên trong di động nhìn thời gian 9.10, xem ra hôm nay Quầy tạp hóa muốn tối nay khai trương, Chu Siêu suy nghĩ một chút ngày hôm nay đi tìm cái công ty môi giới đem ngày hôm qua đánh dấu 10 gian nhà cho thuê đi, lập tức đơn giản thu thập một hồi nắm lấy chìa khóa ra cửa. Ta mấy năm không trở về, ta đi nơi nào tìm đáng tin công ty môi giới đây, xem tới vẫn là đến cho lôi pháo trường gọi điện thoại hỏi một chút. Lập tức móc ra điện thoại cho bạn thân lôi minh đường đánh tới. Quy, lôi tử, ngươi có bằng hữu quen thuộc làm bất động sản môi giới à? Có nha, ngươi cũng nhận thức liền cao trung ngồi ngươi phía trước cái kia tôm boy thư lị quyên, hiện tại chính là ở, về đến nhà, đi làm, ngươi có thể đi tìm hắn, ngay ở đường kim khai bên kia, ta đem nàng điện thoại phân phát ngươi, phía ta bên này mở hội đây. Ừ, được, ngươi bận biểu, ta đi tìm nàng. Chu siêu nói xong cũng cúp điện thoại, lập tức một cước chân ga dết hướng về phía đường kim khai. Đường Kim Khai về đến nhà cửa hàng Chu Siêu đứng ở cửa đi đến liếc nhìn nhìn, nhìn thấy khắp phòng người đều đứng chính đang mở hội liền đứng ở ven đường móc ra thuốc lá sau lưng truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh anh chàng đẹp trai ta là về đến nhà trí nghiệp cố vấn ta mới vừa nhìn thấy ngươi ở quan sát xin hỏi ngươi là muốn nhìn một chút nhà à chu siêu quay đầu lại nhìn thấy một vị công sở mỹ nhân ăn mặc một thân tiểu âu phục màu đen màu trắng dày cao gót tinh xảo sóng vai tóc ngắn xem chu siêu sững sờ chốc lát ngạch ngươi tốt ta là tới tìm thư lị quyên, ta nhìn thấy các ngươi đang mở hội liền không quấy rối. Ai ngờ chu siêu lời còn chưa nói hết, trước mặt mỹ nhân liền ý tứ sâu xa nhìn nói, bạn học cũ, lẽ nào ta liền thật không vào ngươi mắt mà, ta đứng ở trước mặt ngươi ngươi cũng không nhận ra ta. Ngươi là thư lị quyên. Thật hay giả, trước đây cái kia tomboy hiện tại xinh đẹp như hoa đại mỹ nữ, thực sự là nữ lớn 18 biến nha, mấy năm không thấy, đều không nhận ra Chu Siêu nhìn trước mắt vóc người xinh đẹp bạn học cũ kinh ngạc nói. Ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì, có chuyện gì không? Ta không phải nghe lôi tử nói ngươi ở về đến nhà đi làm, vì lẽ đó liền nghĩ đến tìm ngươi giúp ta phòng thuê con. Chu Siêu hồi đáp. Nơi nào nhà, mấy năm không gặp, hiện tại đều phát đạt nha. Thư Lị Quyên cười nói, Tân Giang tiểu khu, 10 bộ 80.100 mét vuông, tầng lầu đều là rất tốt, Ngươi xem có thể thuê bao nhiêu? Tần Giang tiểu khu. Còn 10 bộ. Ngươi đây là thật phát đạt nha, bạn học cũ. Thư Lệ Quyên kinh ngạc nhìn Chu Siêu, nàng cũng biết lúc trước nhà bọn họ chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó cảm giác vô cùng kinh ngạc. Này không phải đại học thời điểm tiếp xúc được Bitcoin mà, lúc đó liền mua một điểm, ai biết mấy năm trôi qua Bitcoin hiện tại cao lên tới 2 vạn đô la Mỹ, vì lẽ đó liền bán một điểm mua một chút bất động sản. Chu siêu hời hợt nói, trước ở đánh dấu đến bất động sản thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ lời giải thích, dù sao bên người cũng có rất nhiều quen thuộc hắn tình huống trong nhà, cũng vì để tránh cho đến tiếp sau vấn đề xuất hiện. Phát tài có thể không nên quên chúng ta ngưỡng bạn học cũ này nha, đi, đến trong cửa hàng đi ký tên ủy thác thỏa thuận. Thư Lệ Quyên nói xong xoay người hướng về cửa hàng đi đến. Chu Siêu lập tức đuổi tới bước chân đi vào cửa tiệm. Vương quản lý, đây là ta bạn học cũ, chuẩn bị ủy thác ta cho hắn cho thuê mấy gian nhà, ta dẫn hắn ký một cái ủy thác thỏa thuận, thư lị quyên đi vào cửa tiệm đối với này một cái 40 đến tuổi trung niên phát tướng nam tử nói rằng. Ân, ngươi mang đi ký kết phòng đi. Vương quản lý nhìn thư lị quyên gật gật đầu nói. Thư lị quyên từ ngăn tủ lấy ra ủy thác thỏa thuận đối với chu siêu nói rằng. Đi thôi, chu thổ hào. Chờ ta một chút, ta đi trên xe nắm một hồi giấy chứng nhận bất động sản nói xong chu siêu liền hướng dừng ở cửa ngoài quán hoành quang mini đi đến thư lỵ quyên nhìn chu siêu cầm giấy chứng nhận bất động sản từ ngoài cửa đi vào lập tức mang theo hắn tiến vào ký kết phòng sau 10 phút thư lỵ quyên theo chu siêu vừa nói vừa cười đi ra cửa tiệm xoay người đối với chu siêu nói đến thời điểm cho thuê đi sau khi khấu trừ tương ứng tiền huê hồng sau liền đem tiền thuê đánh tới ngươi thẻ lên ừ vậy thì xin nhờ ngươi đều là bạn học cũ đừng nói những thứ này đúng buổi tối ngày mai tụ hội ngươi nên sẽ đi thôi thư lị quyên nhìn chu siêu nói rằng chu siêu trầm ngâm chốc lát nói rằng đến thời điểm ta sẽ đi vậy ta trước hết đi buổi tối ngày mai thấy được buổi tối ngày mai thấy thư lị quyên nói xong cũng xoay người về tiệm đi chu siêu vừa mới chuẩn bị lái xe đi quầy tạp hóa điện thoại liền vang lên uy tam cô làm sao rồi siêu nhi tối hôm nay tới dùng cơm, mùi mùi ngươi xế chiều hôm nay cũng nghĩ trở về, nàng nhưng là vẫn ở ta bên tai nhắc tới đây. Chu siêu nghe được đối diện tam cô mang theo một tiêu oán giận nói rằng. Ân, tiểu mùi buổi chiều nghỉ ta đi trường học tiếp nàng. Muốn, đến thời điểm ngươi nói liền tiểu nghiêng liền đến, ta đi mua thức ăn, buổi chiều nhớ kỹ sớm một chút ha. Tốt, Chu siêu nói xong cũng cúp điện thoại, suy nghĩ chốc lát liền lái xe chạy về phía quầy tạp hóa. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Sau đó phát triển Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một đảo mắt đã đến xế chiều, Chu Siêu nhìn đồng hồ, đã 16.08 phân, lập tức nắm lấy chìa khóa, đóng lại quầy tạp hóa cửa lớn, liền lái xe hướng về trường học đuổi đi. Chu Siêu đuổi tới trường học thời điểm, đã có lần lượt học sinh từ cửa trường học đi ra, móc ra di động cho mùi mùi đánh tới, mùi mùi số điện thoại vẫn là buổi sáng tam cô cho hắn nói giờ khắc này quách nhiên theo khuê mật khải lâm đồng thời từ phòng học bên trong đi ra khải lâm chúng ta cuối tuần đi leo bắc sơn đi quách nhiên vừa đi vừa đối với bên cạnh khuê mật nói rằng ông 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 di động chấn động âm thanh từ quách nhiên trong túi truyền đến uy ngươi tốt xin hỏi ngươi là chu siêu cầm điện thoại nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến như chung bạc giống như lanh lảnh lại mang theo một tia thanh âm non nớt uy tiểu nhiên ta là người ca chu siêu ngươi tan học không có ta ở các ngươi cửa trường học chu siêu cười nói a a a ca ngươi thực sự là ta ca mà ta lập tức tới ngay cửa trường học Từng. chu siêu xa xa liền xem thấy em gái của chính mình từ đằng xa chạy tới ca ta muốn chết ngươi chỉ thấy quách nghiêng như một con koala như thế treo ở chu siêu trên người. Nhanh hạ xuống, người lớn như thế, còn như thằng bé con con giống như. Chu siêu nhìn mình trong lòng ngực mùi mùi nhẹ giọng nói rằng. Tiểu nghiêng. Đây chính là ngươi thường thường nói với ta siêu cấp siêu cấp soái ca ca mà. Khải Lâm thở không ra hơi quay về mới từ chu siêu thân bên trên xuống tới quách nghiêng nói rằng. Hi hi, đây chính là ta cái kia đẹp trai ca ca, ca, đến ta giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là ta khuê mật Khải Lâm, như thế nào đẹp để đi. Quách nhiên lôi kéo Khải Lâm tay đối với Chu Siêu nói rằng. Chu Siêu đưa tay phải ra đối với Khải Lâm nói rằng. Xin chào, ta gọi Chu Siêu, ngươi theo tiểu nhiên như thế gọi ta Siêu Ca đi. Siêu Ca e thẹn Khải Lâm đưa tay phải ra nhẹ nhàng cầm Chu Siêu tay, lập tức liền lỏng ra. À, Siêu Ca tay thật thoải mái, Khải Lâm dường như một con đà điểu như thế, đem đầu đều chôn ở trên ngực chu siêu nhìn quách nghiêng nói rằng về nhà đi mẹ ngươi đã đang nấu cơm nếu không đem ngươi khuê mật mang theo cùng nhau về nhà chứ khải lâm nghe được chu siêu ngẩng đầu lên nói rằng siêu ca tiểu nhiên ta liền không đi mẹ ta cũng ở nhà làm tốt cơm chờ ta trở lại đây được rồi vậy ta theo ca ca liền đi quách nghiêng mang theo một tia không muốn ngữ khí nói rằng chu siêu mang theo tiểu mũi quách nghiêng lên xe hướng về nhà phương hướng chạy tới Ca đây là người xe à. Quách nhiên không ngừng mà đánh giá này khéo léo xe. Ân, mới vừa trở về mua, trở về vừa vặn dùng thay đi bộ. Ngược lại giấy chứng nhận đều đầy đủ, chu siêu tùy tiện làm sao nói đều có thể. Mẹ, ta theo ca ca trở về, làm cơm tốt không có. Vừa vào cửa quách nhiên liền gọi lên. Lập tức liền tốt, ta lại xào cái món ăn là có thể ăn cơm. Ba của ta đâu, vẫn không có tan tầm à ngươi đi dưới lầu mua khói đi. Chưa kịp lời nói xong, liền vang lên tiếng cửa mở, quách ba trở về. Tiểu siêu, tiểu nhiên các ngươi trở về nhà, lập tức liền ăn cơm. Quách ba nhìn ngồi ở trên ghế salon hai người nói rằng. Lão già, mau vào đem món ăn bưng ra đi, ăn cơm. Vừa đến âm thanh từ phòng bếp truyền đến. Mấy người sau khi ngồi xuống, quách nghiên nhìn đầy bàn thức ăn biểu môi nói rằng. hư, mẹ chính là bất công, ca ca trở về liền làm ăn ngon. Ngươi này tiểu nghịch ngợm, nhiều như vậy món ăn vẫn là nhét không được ngươi miệng, nhanh lên một chút ăn đi. Tiểu siêu, ngươi sau đó có cái gì sắp xếp? Bên cạnh quách ba cầm chiếc đũa đối với chu siêu nói rằng. Tạm thời ở tại Phù Châu, qua một thời gian ngắn ta có thể sẽ đi ra ngoài sông vào một lần. Sau đó quầy tạp hóa vẫn là tam cô ngươi đi kinh doanh đi. Chu siêu suy nghĩ chốc lát nói rằng. Ai, ngươi hiện tại còn trẻ, cũng nên đi ra ngoài lang bạc một hồi, quầy tạp hóa ta giúp ngươi nhìn, này dù sao cũng là ba mẹ ngươi cho ngươi lưu lại đồ vật. Ừm. Sau khi cơm nước xong chu siêu liền mở ra chính mình vĩ mô mini về đến nhà, nằm ở trên giường, nghĩ sau này mình con đường, hiện tại có hệ thống, sau đó nhất định sẽ càng ngày càng có tiền, phù thành quá nhỏ, nếu như sau đó đánh dấu đồ vật càng ngày càng nhiều, còn đời ở chỗ này chỉ làm cho chính mình thêm phiền phức dù sao quá nhiều tài chính cũng sẽ khiến cho bộ ngành liên quan coi trọng chỉ có đi siêu thành thì cấp một thời gian lặng yên không một tiếng động đến ngày thứ hai hệ thống đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu được italy ký tần thuần thủ công đặt làm âu phục một bộ ký tần thuần thủ công đặt làm chu siêu lấy điện thoại di động ra ở internet tra xét một hồi hiểu rõ đây là một nhà chuyên môn làm âu phục lĩnh chu siêu đổi trên ghế salon đặt làm âu phục nhìn trong gương đẹp trai chính mình, hiểu ý nở nụ cười, hoàng mỹ, 82 phân, còn lại 18 phân lấy 666 phát cho mình. Mênh mông thiên nhai là ta yêu, kéo dài dưới chân thanh sơn hoa đang nở, chính đang chu siêu tự yêu mình thời điểm, điện thoại vang lên. Uy, lôi tử. 7 giờ tối, phù châu khách sạn lớn tầng 6, 666 phòng riêng, đừng quên. Biết rồi, đến thời điểm thấy. Chu siêu cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm tư trước đây cao trung bạn học rất ít lại liên hệ lúc trước thời điểm ở trường học trừ bạn thân lôi minh đường cái khác quan hệ đều như thế mối tình đầu hạ viện viện xuất ngoại sau khi cũng cắt đứt liên hệ hơn nữa chính mình xuyên việc tới sau khi đối với mối tình đầu tình cảm từ lâu tan thành mây khói chạng vạn phù châu lớn cửa tiệm cơm chu siêu mới vừa đem dừng xe tốt liền tình cờ gặp mới từ trên xe taxi hạ xuống thư lị quyên chu siêu yêu, thư đại mỹ nữ, trong mắt chỉ có chúng ta chu siêu nha, ta cũng không thể vào người mắt mà. Âm thanh từ phía sau truyền tới, Nguyên đến nói chuyện chính là mới từ công ty chạy tới lôi minh đường. Đi thôi, lên đi, bọn họ nên cũng đều đến. Chu siêu nhìn lẫn nhau thương tổn hai người nói rằng. Hừ, lôi pháo trượng đáng đời ngươi độc thân. Thư Lệ Quyên nói xong, liền nâng bao đi vào bên trong đi, Chu Siêu cùng Lôi Minh Đường liếc mắt nhìn nhau, cười cợt lập tức đi theo. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Không như thế bạn học tụ hội. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chu siêu mang theo lôi tử cùng thư lị quyên đẩy ra 666 cửa bao xương, phát hiện bên trong đã ngồi 7, 8 người. Lớp trưởng Vương Duy đang theo mọi người vừa nói vừa cười, liền nhìn thấy cửa mở ra đi vào ba người. Lôi Minh Đường, Thư Lị Quyên, Yêu, Chu Siêu, tiểu tử ngươi lúc nào về Phù Châu, đêm nay có thể phải cố gắng uống chút rượu, mấy năm không nhìn thấy qua ngươi, hiện tại lăn lộn như thế nào. Vương Duy đứng lên vừa đi vừa nói. Đứng ở Chu Siêu bên cạnh Thư Lị Quyên há miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chu Siêu nghe vậy cười cợt, nói rằng. Này không phải mới vừa có thời gian mà, về đến xem thử, qua một thời gian ngắn đang chuẩn bị đi ra ngoài sông vào một lần, Chu Siêu vừa nói vừa theo lôi minh đường ngồi xuống bên cạnh các bạn học cũ đều mở miệng nói rằng Ai, lúc trước thi lên đại học liền các ngươi số ít mấy cái, không giống chúng ta những này, cao trung vừa tốt nghiệp liền ra xã hội đến lan bạc, vẫn là sinh viên đại học tốt nha, lựa chọn nhiều cơ hội một điểm. Ngay ở mọi người tán gẫu thời điểm, cửa bao xương bị mở ra, đi tới một vị thân cao 1 mét 6 tả hữu, ăn mặc một thân màu trắng áo đầm, vóc người nhan sắc đều online đại mỹ nữ. Mọi người đã lâu không gặp nha qua, wow, hạ viện viện đến mấy năm không thấy, trở nên càng ngày càng đẹp đẽ. lớp trưởng vương duy hai mắt trừng trừng nhìn chăm chăm hạ viện viện nói rằng, khụ khụ, lớp trưởng thu thu ngươi cái kia lợn rừng dạng, ở xem con ngươi đều muốn rơi xuống. ngồi ở vương duy bên cạnh thư lị quyên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, đã lâu không gặp hạ viện viện nhìn trước người chu siêu, nội tâm một trận sóng lớn, lúc trước nàng ở nước ngoài thời điểm cũng nghe nói hắn chuyện trong nhà mấy năm trôi qua, nàng cũng biết quan hệ của bọn họ sẽ không giống như trước kia như thế. Đã lâu không gặp. Chu Siêu ánh mắt bình thản nói rằng, mấy năm qua qua thế nào? Chu Siêu nhìn trước mắt đã từng mối tình đầu, nói rằng. Vẫn tốt chứ, miễn miễn cưỡng cưỡng đem đại học hỗn tốt nghiệp, người không phải đi nước ngoài mà, nghĩ như thế nào trở về. Tốt nghiệp, ở nước ngoài học tài chính ngành nghề, chuẩn bị ngay ở vụ đô công tác. Từ Chu Siêu mất tập trung nói, nội tâm nhưng nghĩ, nếu như không có thu được hệ thống, hắn một cái quản lý công nghiệp đại học máy tính tốt nghiệp chuyên nghiệp, có thế đời này không phải làm một cái 30 tuổi liền hói đầu lập trình viên, chính là về nhà bảo vệ ba mẹ lưu lại quầy tạp hóa. Lúc này người phục vụ lần lượt đem định món ăn cùng rượu đỏ đều đưa vào. Đùng đùng chỉ thấy lớp trưởng Vương Duy từ vị trí đứng dậy đập hai lần tay, nói rằng Các bạn học, đây là chúng ta tốt nghiệp trung học tới nay lần thứ nhất tụ hội có chút bạn học đã đi làm, cũng có một chút bạn học mới tốt nghiệp đại học, không quản như thế nào, đến mọi người dơ lên cái ly trong tay, mời chúng ta thanh xuân năm tháng. Mời chúng ta thanh xuân năm tháng, chúc mọi người sau đó tiền đồ như gấm. Mọi người đều dơ lên cái ly trong tay, uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều vừa nói vừa cười trò chuyện, cũng chưa từng xuất hiện tiểu thuyết bên trong những kia trang bức đánh mặt sự tình, dù sao ở Phù Châu cái này ba. Bốn giây thành thị mọi người đều là biết gốc biết rễ, cũng không có nói cái nào trong nhà rất giàu có. Thời gian như nước chảy, nháy mắt liền tới buổi tối 9 giờ 30 phân, Chu Siêu nhìn di động, cho lôi tử khiến cho một cái ánh mắt, liền mở miệng nói rằng. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi về đúc xe. nói xong liền đi ra ngoài. Chờ ta một chút, ta theo ngươi đồng thời. Lôi minh đường cũng theo đi ra ngoài. Siêu, làm sao rồi? Không có chuyện gì, chuẩn bị đi trở về, liền gọi ngươi cùng đi. Không lên tiếng chào hỏi à. Không có chuyện gì, chờ chút ở trong đám nói một chút đi. Chu siêu mang theo lôi minh đường đi xuống lầu, đi tới quầy tiếp tân khách sạn, xin chào, 666 ghế lô tổng cộng tiêu phí bao nhiêu tiền. Ngài tốt, các ngươi tổng cộng tiêu phí 3.580 nguyên. Chu siêu móc ra di động quét mã thanh toán, lôi minh đường ở phía sau lôi kéo chu siêu, làm sao một mình ngươi liền đem tiền trả ngươi này không phải xem thường ta à chu siêu cười cợt xoay người đi ra khách sạn móc điếu thuốc ngẩng đầu nhìn một chút mang theo đầy trời ngôi sao bầu trời đêm quay đầu đối với bạn thân lôi minh đường nói rằng ta chuẩn bị trở về ma đô trong thời gian ngắn có thể sẽ không trở về cũng không biết sau đó còn có cơ hội hay không lại nhìn đến ngưỡng bạn học cũ này nghĩ kỹ khi nào thì đi ta cho rằng ngươi lần này trở về liền ở tại phù châu đây Người cô độc cũng nên đi ra ngoài lang bạc một phen, đến thời điểm có khó khăn gì nhớ kỹ gọi điện thoại. Chu Siêu cười cợt, "Ngươi yên tâm, chờ ta phát đạt, không quên được ngươi." Hai người liếc mắt nhìn nhau, ha 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 bắt đầu cười lớn, "Lôi Tử, chờ chút ngươi nhớ kỹ ở trong đám nói một chút, dù sao hai ta không nói một tiếng liền đi, cũng không tốt lắm." Ân, ừ, ta biết rồi." Chu Siêu tiện tay gọi một chiếc xe taxi, theo Lôi Minh đường nói một tiếng an vị xe taxi đi. Bởi vì vừa nãy uống một chút rượu, cũng không có lái xe trở lại, chuẩn bị các loại ngày mai tranh thủ lại đến mở. Khoảng cách lần trước tụ hội đã qua ba ngày, ba ngày nay Chu Siêu cũng đánh dấu ba lần, kết quả tất cả đều là tiền mặt, tổng cộng thu được 88 vạn, thêm vào nguyên lai, like, cạc các ngân hàng bên trong hiện tại có hơn 180 vạn. Chu Siêu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra cho Tam Cô đánh tới, Tam Cô, ta chuẩn bị trở về Ma Đô. Khi nào thì đi? Dự định chiều mai máy bay. Ai, một mình ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Ta hiểu được, Tam Cô, chờ chút ta đem quầy tạp hóa cùng ta chiếc kia hoành quang mini chìa khóa đưa tới cho ngươi. Chìa khóa xe cho ta làm gì, chính ngươi giữ lại mở nha. Ta ngày mai liền muốn đi, ta giữ lại cũng vô dụng, ngươi bình thường lái xe đi mua mua thức ăn, hoặc là tiểu mùi lập tức tốt nghiệp, Ngươi làm cho nàng đem giấy phép lái xe học được cho nàng mở cũng được. Được rồi. Chu Siêu nghe vậy cúp điện thoại, đem trong nhà thu thập một hồi, cầm hai chiếc chìa khóa ra cửa. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Đánh dấu tuần, về Mado. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Ngày thứ hai, sáng sớm Chu Siêu đã ra khỏi giường, bởi vì ngày hôm nay là hắn sau hệ thống sau cái thứ nhất đánh dấu tuần. Vì lẽ đó rất kích động, không biết ký chính thức đến vật gì tốt, rất sớm liền tỉnh rồi. Chu siêu lo lắng cho mình là cái tù trưởng châu Phi, tắm một cái, mở ra âm nhạc, vận may đến. Hệ thống đánh dấu Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu được đánh dấu tuần gói quà lớn, có hay không mở ra. Mở ra đánh dấu tuần gói quà. Chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt 1.000 VĐ, mà đồ giấy phép Maserati Quattroport định phối một chiếc. SH thị trung tâm 545 mét vuông nhà cũ kiểu Tây một tràng. Chu siêu nhìn mở ra đánh dấu tuần gói quà, hai tay bất tri giác bắt đầu run rẩy. một nghìn vạn tiền mặt trước tiên không nói, chỉ là chiếc kia Maserati đều không khác mấy 400 vạn, chu siêu đời trước đều không ngồi qua tốt như vậy xe, chớ nói chi là SH thị trung tâm nhà cũ kiểu Tây. Run rẩy hai tay mở ra di động, tìm tòi SH thị trung tâm nhà cũ kiểu Tây, chu siêu hai mắt trừng 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 điện thoại di động, trên mạng ảnh giá cả nhường chu siêu ngốc như gà gỗ hai ức trời ạ à, chu siêu nội tâm một trận run rẩy chu siêu co quắp ngồi ở trên ghế salon trong miệng không ngừng mà rù rì nói phát phát qua nửa giờ chu siêu mới hoãn lại đây bình phục lại kích động nội tâm hệ thống đánh dấu vật phẩm đây tiền mặt đã đánh vào ngươi cạc ngân hàng xe ở ma đô hồng kiều sân bay giấy chứng nhận bất động sản ở trên xe chìa khóa xe ở trên bàn hệ thống ngươi có thể đơn giản hóa thành số liệu bản A. Có thể ký chủ. Chu siêu tuổi tác. 24 tuổi, kỹ năng. Xe thần, tiền mặt. 1.184 vạn, vật phẩm. Maserati Quattroport X1, nhà cũ kiểu Tây X1, tân giang tiểu khu 10 bộ các loại. Chu siêu nhìn số liệu bản, ngăn ngắn một tuần, chính mình hiện tại giá trị bản thân đã hơn trăm triệu, trên mặt từ lâu là cười thành một đóa hoa. Chu siêu thu thập một hồi liền đi ra cửa, đi phụ cận mua hai cột trắng hoa cúc, sau đó ngồi trên xe taxi đi tới Thanh Long Nghĩa Địa. Chu siêu chuyến này chính là tới xem một chút chính mình tiền thân cha mẹ, dù sao mình hiện tại chính là chu siêu, cũng là chính mình cha mẹ. Chu siêu đi tới cha mẹ mộ trước, thả xuống trong tay hoa, nhìn trước mắt hai cái bia mộ nói rằng. Ta nếu đi tới thế giới này, ta sẽ cố gắng thay thế con trai của các ngươi sống sung sướng xuống, các ngươi yên tâm đi. Chu siêu ngồi ở tiền thân cha mẹ mộ trước, không biết trong miệng lầm bầm cái gì. Nửa giờ sau, Chu siêu đứng lên, vỗ vỗ quần nói rằng. Ta đi, lần này đi ra ngoài, không biết lúc nào lại trở về, sau đó ngày lễ ngày Tết, thanh minh cũng sẽ đến thăm các ngươi. Nói xong Chu siêu xoay người rời đi. Về đến nhà, Chu siêu đơn giản thu thập một hồi đồ vật, liền lấy hành lý hầm đi ra cửa lớn, quay đầu lại nhìn ngó trong nhà, tạm biệt, liền khóa cửa lại. Hai giờ chiều, tháng bảy vụ đô thời tiết không phải như thế nóng, Chu Siêu ngồi dựa vào ở chờ máy phòng, cầm trong tay uống hơn nửa nước suối, ánh mắt tản mạn nhìn qua lại đám người. Đông, vụ đô bay đi ma đô quốc hàng 9527 đã bắt đầu kiểm phiếu, Chu Siêu cầm khoan hạng nhất vé máy bay tiến vào nhanh chóng đường nối, ở trên máy bay tìm tới chính mình tới gần cửa sổ chỗ ngồi chu siêu dựa vào cái ghế hai mắt chạy xe không nhìn ngoài cửa sổ tâm tư cũng thần du cửu thiên đi xin chào bên trong vị trí kia là của ta chính đang thần du chu siêu nghe thấy bên tai truyền đến một đạo khiến người rất thoải mái âm thanh như thanh tuyền giống như dịu dàng nghe vậy chu siêu quay đầu nhìn thấy một vị vóc người cao gầy đầu đeo kính trăm khẩu trang cũng nhìn không ra dài như thế nào nhưng nhìn vóc người cũng có thể nhìn ra là một vị đại mỹ nữ Chu siêu móc ra vé máy bay nhìn một chút, nguyên lai là chính mình ngồi sai rồi, tới gần bên ngoài này một cái mới là chính mình, vội vã đứng lên đến, đối với mỹ nữ nói rằng, thật không tiện, vừa nãy không chú ý, không có chuyện gì. Chu siêu tránh ra vị trí, nhưng mỹ nữ đi vào, Chu siêu ngồi trở lại chính mình vị trí, liền nhìn thấy bên cạnh đại mỹ nữ gỡ xuống kính trăm cùng khẩu trang, Chu siêu hai mắt trừng trừng nhìn nàng. Siêu Việt mùi mùi chu siêu kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt nói rằng. Xin chào, ta xem như là ngươi nửa cái Phan. Xin chào, Phan còn có thể là nửa cái à? Đương nhiên, còn lại nửa cái Phan bị ta nấu ăn, ha 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 ha, ngươi này người rất thú vị. Siêu Việt ngươi đi ma đô là đi đập kịch mà, không phải, là đi tham gia một cái hoạt động, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy siêu Việt mới vừa nói xong, liền đem đầu thiên hướng ngoài cửa sổ chu siêu cũng rất tự giác không nói gì thêm chu siêu cũng nhắm hai mắt nghỉ ngơi thời gian thoáng qua liền qua các loại chu siêu tỉnh lại thời điểm máy bay đã đến cầu vòng sân bay chu siêu lúc này đã không nhẫn nại được cái kia viên gây rối nội tâm bởi vì hắn lập tức liền muốn xem thấy mình siêu xe cùng biệt thự hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa vội vã xuống máy bay liền hướng cầu vòng sân bay bãi đậu xe đuổi đi liền siêu việt mùi mùi đều không lên tiếng chào hỏi liền đi các loại chu siêu đi tới bãi đậu xe thời điểm đã thở hỗn hển hai tay ấn đầu gối nhìn bãi đậu xe lít nha lít nhít xe người đều dại ra hệ thống nơi này nhiều như vậy xe ta làm sao biết cái nào một chiếc là của ta ngươi nhường ta làm sao tìm dừng xe ở lầu một số 168 chỗ đậu xe số 168, số 168, chu siêu trong miệng lầm bầm một bên hướng về số 168 chỗ đậu xe đi đến quay chỉ thấy số 168 chỗ đậu xe lên dừng một chiếc màu xanh vỏ cao Maserati, biển số xe hổ A, A2222, Chu siêu run rẩy từ trong túi móc ra chìa khóa, mở cửa xe, ngồi xuống, nhìn thấy một cái túi giấy đặt ở ghế phụ, nắm qua túi giấy, mở ra xem, một quyển giấy chứng nhận bất động sản cùng với tương quan văn kiện. Móc ra giấy chứng nhận bất động sản lật xem, nhà cũ kiểu Tây ở vào đường Diên Khánh 18, là một bộ biệt thự ghép, ba mặt gần không, chỉ một cái hoa viên thì có sắp tới 200 mét vuông, Chu Siêu càng xem càng kích động. Nhìn một hồi, Chu Siêu liền đem giấy chứng nhận bất động sản đặt ở ghế phụ, điều khiển ma lái ra khỏi bãi đậu xe, mới vừa lái xe ga ra, liền nhìn thấy ven đường đứng siêu việt cùng một cái tiểu cô nương, Chu Siêu liền đem xe tới gần. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Nhà cũ kiểu Tây Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio siêu việt tỷ, hoạt động bên chủ sự sắp xếp xe ở nửa đường lấp lấy đây, không biết lúc nào mới đến. Siêu việt tiểu trợ lý lấy hành lý, ủy ủy khuất khuất nói rằng. Tính, ngươi cái này nhỏ quả dương ngốc, bây giờ nói những này có ích lợi gì, ngươi hiện tại ở Internet hẹn trước một cái xe chuyên dùng. Siêu việt nhìn một chút muốn khóc tiểu trợ lý, lắc đầu một cái. Siêu Việt đứng ở ven đường, nhìn một chiếc Maserati chậm rãi hướng về nàng nơi này lái tới, cuối cùng dừng ở trước mặt nàng trực tiếp cửa sổ xe chậm rãi chậm lại siêu việt các ngươi muốn đi nơi nào ta đưa các ngươi đi ta xem ngươi đều ở nơi này đứng đầy một hồi chu siêu từ trong xe dò ra một cái đầu nói rằng ta là ngươi nha thật là có duyên hoạt động bên chủ sự phái tới xe chặn ở cao giá lên vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị trước tiên đánh xe đi khách sạn lên đây đi ta đưa các ngươi đi khách sạn tiểu trợ lý nhìn một chút siêu việt Siêu Việt suy nghĩ một chút, vẫn là mở ra dãy ghế sau cửa xe, vậy thì phiền phức ngươi. Các ngươi dự định khách sạn cái gì khách sạn? Bungary, còn không biết anh chàng đẹp trai xưng hô như thế nào đây? Siêu Việt nhìn chính lái xe đẹp trai mười phần Chu Siêu nói rằng. Chu Siêu, Chu là Chu Du Thế Giới Chu, Siêu là Siêu Phạm Thoát Tục Siêu, năm nay 24 tuổi, hiện nay vẫn còn độc thân. Chưa kịp Chu Siêu nói xong, xếp sau liền nhớ tới đến tiếng cười như chuông bạc. Chu Siêu ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy Siêu Việt cùng tiểu trợ lý đã cười thành một đoàn, hắn trong nháy mắt cảm giác mình tại chỗ tử vong xã hội. Tiểu trợ lý nhìn lái xe Chu Siêu nói rằng, anh chàng đẹp trai, người đây là ở ra mắt giới thiệu mà, đúng không xem lên nhà ta Siêu Việt, nhà ta Siêu Việt đều không nơi qua bạn trai, ta thích ngươi rồi. Siêu Việt nghe thấy tiểu trợ lý nói nàng, trong nháy mắt đưa tay ra che miệng nàng lại. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Siêu Việt vội vàng nói Chu Siêu nghe nói ha 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 bắt đầu cười lớn, nhìn Siêu Việt mùi mùi cùng tiểu trợ lý ở phía sau lẫn nhau tổn, ở ba người hì hì cười thời điểm, đã đến Bungary khách sạn. Anh chàng đẹp trai, lần này phiền phức ngươi, có thể kết giao bằng hữu mà, thêm cái phương thức liên lạc mà. Siêu Việt mùi mùi nhìn phía trước Chu Siêu nói rằng, vốn là Siêu Việt mùi mùi tính cách chính là loại kia lẫm lẫm liệt liệt, dám nói dám làm, trải qua ngày hôm nay đơn giản tiếp xúc, cảm thấy chu siêu là cái có thể làm bằng hữu người chu siêu đem dừng xe tốt sau khi quay đầu nói có thể nha ta cũng là người phan đương nhiên đồng ý chu siêu cao hứng móc ra di động lẫn nhau thêm bạn tốt lưu lại phương thức liên lạc tiểu trợ lý mở cửa xe lấy hành lý siêu việc mùi mùi sau khi xuống xe đối với chu siêu cười cợt quơ quơ di động nói rằng rảnh rỗi thường liên hệ ân ta sau đó cơ bản đều ở ma đô nếu có chuyện gì có thể liên hệ ta, có thể giúp ta đều có thể hỗ trợ. Tốt, siêu việt mùi mùi mang theo tiểu trợ lý xoay người hướng về khách sạn đi đến, chu siêu nhìn siêu việt mùi mùi bóng lưng, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. chu siêu nhìn siêu việt mùi mùi cùng tiểu trợ lý bóng lưng, nhìn bọn họ đi vào khách sạn, lập tức phát động ô tô, chạy hướng mình biệt thự. Nhìn ngoài cửa xe dòng xe cộ, khóe miệng không tự giác giật giật, hắn đã chắn ở đường hơn nửa canh giờ, mới bắt đầu kích động nội tâm đã bị ma đô dòng xe cổ miễn cưỡng tiêu diệt. 8 giờ 10 phút tối, rốt cục lái xe đến chính mình biệt thự, Chu Siêu cầm túi giấy, móc ra chìa khóa mở ra nhà cũ kiểu Tây cửa lớn. Nhà cũ kiểu Tây phong cách vì là địa trung hải kiểu, kiến trúc tổng cộng có 3 tầng, xem toàn thể như là một cái hình vuông, hình thể so sánh ngắn gọn. Nhà cũ kiểu Tây mặt nam tả hữu là một cái đối xứng bên ngoài cầu thang, bên ngoài thang cuốn dùng chính là hoa lan can sắt, hoa đăng các loại trang trí. Kiến trúc tường ngoài là một cái màu vàng nhạt, vào nhà đầu hồi ngập đầu là lấy đường vòng cung, có chứa dáng hoa. Cửa, cửa sổ đều là tròn hình vòm, cửa sổ bàn dùng chính là vỏ so hình, cửa sổ đều là dùng phong tịnh xoắn dây thường sức nhỏ trụ, thỏa thỏa địa trung hải phong cách. Mở cửa phòng đi vào, phát hiện trong phòng đều là hoàn toàn mới, bên trong điện gia dụng đồ dùng trong nhà đều là hoàn toàn mới, chu siêu mở đèn, đem cả tòa nhà đều dạo toàn bộ, lầu một toàn thể có 200 mét vuông cực lớn không phòng, nhà bếp, bảo mẫu, xem hắn hoa cả mắt, lầu 2 là ba cái phòng ngủ thêm một cái cực lớn quan cảnh ban công, lầu 3 chính là một cái cực lớn phòng giải trí, bi à, phòng cờ, phòng máy vi tính không thiếu gì cả. Chu siêu nhìn ba cái phòng ngủ, cuối cùng lựa chọn một cái có chứa ban công lớn, đồng thời có thể nhìn thấy nhà cũ kiểu Tây tự mang hoa viên, hắn hài lòng nằm ở trên giường, cái bụng nhưng ụt ụt gọi lên. Chu siêu lấy điện thoại di động ra, cho ghi chú lý lão đại người đánh tới quy lý lão đại người ở ma đô không có ta về ma đô đi ra ăn đêm lão nhị tiểu tử ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta a à, ta không có ở ma đô ở kim lăng bây giờ trở về đến không được ngày mai chờ ta từ kim lăng trở về ở tụ tập tốt chu siêu nói đứt tay máy nhìn trần nhà lý lão đại với hắn là một cái đại học phòng ngủ phòng ngủ tổng cộng bốn người lão đại lý dương mà đô lý thì tập đoàn người nối nghiệp, giá thị trường hơn 300 ức, thỏa thỏa phú nhị đại. Lão nhị chính là Chu Siêu, lão tam. Từ văn tranh đông bắc người, theo nào đó trứ danh đạo diễn còn kém một chữ, vì lẽ đó đại học thời điểm cũng gọi hắn từ đạo, trong nhà ở đông bắc là làm dược liệu, còn không tốt nghiệp liền bị người trong nhà gọi về đi học tập quản lý, lão tướng. Tiếu Phong, kinh đô người, người trong nhà đều là theo chính trị hiện nay ở thuộc đô một cái trấn làm trưởng trấn trợ lý. Chỉ có Chu Siêu là một cái muốn thực lực không thực lực, muốn bối cảnh không bối cảnh, thế nhưng ở bốn năm đại học, bốn người bọn họ quan hệ từ lâu như huynh đệ giống như. Xem trong tay từ lâu tắt di động, trở về hoàng hồn, ở Internet đặt một phần thức ăn ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Mua sắm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Sáng sớm, Chu Siêu từ 80 mét vuông cực lớn phòng ngủ tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ, từ ngoài cửa sổ cao to cành cây xuyên thấu lại đây chiếu rọi ở ban công ánh mặt trời, nghĩ điều cá ướp muối như thế, nằm trên giường. Hệ thống đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu được công tử Như Ngọc. Công tử Như Ngọc Chu Siêu lập tức từ trên giường ngồi dậy đến, nhìn vừa nãy đánh dấu khen thưởng, hệ thống giải thích một chút. Bản hệ thống là vì chế tạo chân chính thần hào, làm như tương lai thần hào, người có thể không ở bên ngoài phấn đấu phấn đấu, thế nhưng nhất định muốn có tương ứng khí chất, mà không phải một cái nhà giàu mới nổi, chỉ biết trang bức đánh mặt. Chu siêu trên ghế bay qua một đám quạ đen ta trước đây chỉ có thể coi là một cái trạch nam, không phải điểu ti, chu siêu nội tâm làm vô lực phản bác. Lĩnh Tiếng nói mới vừa nói xong, chu siêu trong đầu như là lắp đi vào một công việc, các loại lễ tiết, Nói chuyện phương thức các loại tri thức giống như pháo hoa ở trong đầu nổ tung, Chu Siêu nằm lại trên giường, nhắm hai mắt, hấp thu vừa nãy hệ thống truyền đến tri thức. Thời gian từng điểm từng điểm qua, tới gần buổi trưa, Chu Siêu mở hai mắt ra, tựa hồ có như vậy hai tia sáng từ trong mắt của hắn bắn ra, hắn đứng dậy hướng về phòng quần áo đi đến. Đứng ở phòng quần áo tấm gương trước mặt, Chu Siêu nhìn trong gương chính mình, người vẫn là ngày hôm qua người chỉ là từ ánh mắt nhào bột dung thể hiện ra khí chất hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, cảm giác ngày hôm qua mình tự như là cái trong đám người người đi đường, mà hôm nay chính mình chính là cái kia hấp dẫn đoàn người ánh mắt điểm sáng. Chu siêu khẽ mỉm cười, nhìn chính mình trong gương, cảm giác đều nhanh yêu chính mình, hai mắt có thần, khóe miệng hơi vểnh lên, hoàn toàn chính là trong tivi nhân vật chính. Ở phòng quần áo hân thưởng cho mình 10 đến phút, nhìn tóc của chính mình cùng trên người ăn mặc, cảm giác không phải rất xứng đôi, liền lấy điện thoại di động ra ở internet tra xét một hồi, nơi nào có khá là tốt Tony lão sư cùng qua địa phương. Chu Siêu ở internet tra một chút tư liệu, đơn giản thu thập một hồi, nắm lấy chìa khóa liền xuất phát, hắn chuẩn bị trước tiên đi IFC quốc kim trung tâm đi đi dạo một vòng, mua mấy bộ quần áo, dù sao hiện tại còn xuyên trước đây mua, ít nhiều gì vẫn có chút không phối hợp. Rất nhanh Chu Siêu liền lái xe tới đến ở vào Ma Đô Lục Gia Chủy Quốc Kim Trung Tâm, trước đây cũng không có đến mua qua như thế hàng tốt quần áo, chính hắn cũng không biết cái nào một nhà thích hợp hắn, liền lung tung không có mục đích đi dạo. Ngài tốt, anh chàng đẹp trai, ta xem ngươi ở đây chuyển một hồi lâu, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài Chu Siêu lung tung không có mục đích đi dạo thời điểm, một đạo thành thục mang một điểm ngự tỷ âm truyền tới từ phía bên cạnh, hắn xoay người nhìn đứng ở phía sau mình ngự tỷ xin chào, ta liền tùy tiện nhìn có cái gì thích hợp chính mình xuyên không có. Tiên sinh quý tính. Chu. Chu tiên sinh ngài tốt, ta là quốc kim trung tâm Amani cửa hàng trưởng, không biết tiên sinh có hứng thú hay không đi xem một chút. Chu siêu nhìn trước mắt vị này vóc người thon thả, rồi lại mang theo ngự tỷ phong Amani cửa hàng trưởng nói rằng. Đi thôi. Mời tới bên này, Chu Siêu tùy tùng ngự tỷ cửa hàng trưởng đi vào Amani cửa hàng, nhìn linh lang khắp nơi các loại trang phục, đối với bên cạnh ngự tỷ cửa hàng trưởng nói. Còn thỉnh ngươi hỗ trợ chọn, dựa theo vóc người của ta, phối hợp mấy bộ thích hợp. Ngự tỷ cửa hàng trưởng chưa từng nói nhiều, liền mang theo chu siêu đi tới là phòng thay quần áo, lập tức liền vì hắn phối hợp lên quần áo, người chuyên nghiệp làm lên sự tình đến chính là lưu loát, không tới 5 phút liền cho chu siêu lựa chọn 4, 5 bộ. Chu siêu bản thân vóc người cũng là rất tốt, 181 thân cao, vóc người cũng rất tốt, tướng mạo cũng thập phần đẹp trai, thêm vào không gì sánh kịp khí chất phi phạm, Chu siêu đổi tốt một bộ hưu nhàn quần áo từ phòng thay quần áo đi ra. Ngự tỷ cửa hàng trưởng hai mắt trừng trừng nhìn chầm chầm Chu siêu, nhìn hắn đều có chút sợ hãi, cảm giác giống như là muốn ăn đi hắn giống như, Chu siêu chỉ có thể nhẹ nhàng khụ một hồi, khụ khụ. Thức tỉnh ngự tỷ tỉ cửa hàng trưởng, thật không tiện, tiên sinh ngươi ăn mặc bộ y phục này, lại như là từ vẻ bên trong đi ra như thế, công tử văn nhã, có vẻ như như ngọc. Chu siêu khẽ mỉm cười, hương nhàn, vận động, chính trang, mỗi một loại đều giúp ta chọn hai bộ đi, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Tốt, thỉnh ngươi hơi chờ một chút. Rất nhanh ngự tỷ cửa hàng trưởng liền mang theo một cái tiêu thụ cầm vài bộ quần áo đi tới, tiên sinh ngươi nhìn một chút, đều là ngươi vừa nãy là xuyên số đo, này mấy bộ bên trong có hay không có không thích. Chu siêu đơn giản nhìn một chút, cảm giác màu sắc phối hợp đều rất hài lòng, gật gật đầu nói. Đều muốn, ngươi cho ta bọc lại đi. Ngự tỷ cửa hàng trưởng cao hứng nói. Tốt chu tiên sinh, xin chờ một chút. Rất nhanh mấy bộ quần áo đều sắp xếp gọn, chu tiên sinh, ngài tốt, đánh xong gấp sau khi, ngươi tổng cộng là 522,000200 nguyên, xin hỏi ngươi là quẹt thẻ vẫn là di động thanh toán. Ngự tỷ tiệm trường cung kính nói rằng quẹt thẻ đi lập tức móc ra hoa hạ ngân hàng cạc ngân hàng đưa tới, rất nhanh ngự tỷ liền đem giấy tờ cùng cạc ngân hàng cầm tới, Chu tiên sinh xin cầm lấy ngươi cạc ngân hàng. Ta đổi một bộ quần áo, còn lại có thể giúp ta đưa đến nhà mà. Có thể, Chu tiên sinh, phiền phức ngươi lưu một cái địa chỉ, điện thoại, thời gian, đến thời điểm ta sẽ đích thân cho ngươi đưa tới. Chu siêu nghe vậy gật gù, liền đem địa chỉ của chính mình, điện thoại báo cho ngự tỷ cửa hàng trưởng, liền rời khỏi Amani. Lúc này Amani cửa hàng tiêu thụ đều vây quanh ngự tỷ cửa hàng trưởng hỏi. Tỷ, ngươi là làm sao phát hiện cái này khách hàng lớn, người lại xoái, lại có tiền. Ngự tỷ cửa hàng trưởng thần bí nở nụ cười, lập tức mở miệng nói. Khí chất, hai mắt sâu thẳm ánh mắt, tốt, tán tán, đều chuyên tâm công tác đi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Chơi đùa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio ra Amani cửa hàng, Chu Siêu liền thẳng đến kho, quần áo đều mua xong, hiện tại còn kém một cái Tony lão sư, hắn ở Internet tra xét một hồi, chuẩn bị đi tỉnh An khu gần Phụng Hiền đường C, House. Có người nói có rất nhiều minh tinh đều ở nơi nào làm tạo hình, vì lẽ đó Chu Siêu cũng muốn đi tìm cái thích hợp bản thân Tony lão sư. Các loại Chu Siêu đi tới C, House thời điểm, đã sắp 2 giờ chiều, đi vào phát hiện đã có rất nhiều người ở làm kiểu tóc, một vị tuổi trẻ tiếp đón đi tới chu siêu trước mặt ngươi tốt tiên sinh ngươi là tới làm tạo hình à ân ừ, hiện tại làm được không có thể chúng ta tony tổng giám hiện tại cũng ở được vậy ngươi liền sắp xếp một hồi tốt thỉnh ngồi bên này chu siêu mới vừa ngồi xuống không bao lâu liền thấy một vị trung niên nam tử đi tới xin chào ta là tony tổng giám xin hỏi tiên sinh muốn làm một cái cái gì tạo hình Chu siêu trầm tư chốc lát nói rằng, ngươi xem ta mặc hình thiết kế một chút đi. Tốt. Tony tổng giám động tác rất nhanh, không đến 30 phút, Chu siêu cảm giác mình như là biến thành người khác giống như, hoàng mỹ đột xuất hắn ngũ quan ưu điểm, phối hợp lên cái kia không gì sánh kịp khí chất, trực tiếp xoáy nổ. Tony tổng giám nhìn thấy chính mình kiệt tác, thỏa mãn gật gật đầu, anh chàng đẹp trai, tốt. Chu siêu nhìn một chút chính mình tạo hình, cảm giác phi thường thỏa mãn, chính mình ở Internet tìm địa phương, là thật không tệ, yên lặng cho mình khen ngợi. Kết xong trướng, Chu Siêu nhìn thời gian, gần như ba điểm dáng vẻ, lập tức móc ra điện thoại cho lão đại Lý Dương đánh tới điện thoại vang lên một hồi lâu, vẫn không ai tiếp, Chu Siêu suy đoán khả năng Lý Dương đang bận, liền cúp điện thoại, chuẩn bị đi ngoài bãi đi dạo. Ở Ma Đô 4 năm, đều chưa từng đi ngoài bãi, đều là ở trường học, không có ra ngoài chơi qua, nhìn thời gian còn sớm, chuẩn bị đi đi dạo nghe thấy đã lâu ngoài bãi. Chu siêu xe chạy tới ngoài bãi, tìm cái đổ xe địa phương. Ngoài bãi, đã từng thập lý dương tràng, nơi này có các loại thuê thời kỳ kiến trúc phong cách, cũng có hiện đại cầu nối, đường hầm, đến ma cũng không tới ngoài bãi đi dạo đó là sự tổn thất của chính mình. Đi ở ngoài bãi trên đường, nhìn được xưng vạn quốc kiến trúc, lịch sử quần thế kiến trúc, những kiến trúc này vừa có văn hóa phục hưng thời kỳ Anh quốc kiến trúc, cũng có ba rốc kiểu, trường phái gô tiết kiến trúc, còn có nước Pháp cổ điển kiểu kiến trúc. Những kiến trúc này đã từng có chút là hiệu buông tay, có chút là tiếng tâm lừng lẫy quán cơm, là cửa hàng, là các loại sàn giải trí. Bây giờ, nơi này đều thành phổ phát, hoa hạ các loại ngân hàng cùng với bộ phận hải ngoại trú ma đô lãnh sự quán làm việc trụ sở, hải quan nhà lớn, hòa bình quán cơm các loại vị trí. Là một cái đáng giá chơi đùa địa phương. Đứng ở hoàng phổ bờ sông, nhìn bờ sông bên kia hòn ngọc phương đông tháp, cảm giác mấy năm qua này tâm tình, trong nháy mắt này được phóng thích, cảm giác người một hồi ung dung không ít. Dọc theo sông Hoàng Phổ, hướng về vàng phổ công viên phương hướng, chậm rãi đi, nhìn sông Hoàng Phổ hai bờ sông phong cảnh, trong lòng một trận thích ý. Vàng phổ bên trong công viên, chu siêu nhìn tòa này trải qua hơn 100 năm lịch sử mài dũa công viên, dùng di động đập xuống cái kia lịch sử dấu vết. Chu Siêu nhìn trước mặt này một tòa nhân dân anh hùng kỷ niệm tháp, yên lặng cúi đầu, tòa này nhân dân anh hùng kỷ niệm tháp là vì kỷ niệm chiến tranh nha phiến, phong trào ngũ tứ cùng chiến tranh giải phóng bên trong hy sinh nhân dân anh hùng, lịch sử sẽ không bị quên, chúng ta trước sau ghi khắc. Chu siêu bị ngoài bãi Mỹ cảnh hấp dẫn, trần nghị quảng trường, trắng qua cầu, ngoài bãi Mỹ thuộc quán, ngoài bãi tinh không nghệ thuật quán các loại thật nhiều cái điểm tham quan, bất tri bất giác trời đã bắt đầu biến thành đen. Ông 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 di động chấn động âm thanh trong sách tay truyền đến, chu siêu lấy điện thoại di động ra ngón tay sẽ qua màn hình uy lão đại ngươi hết bận mới vừa họp xong ngươi hiện ở nơi nào ta hiện tại ở ngoài bãi ta phát cái địa chỉ cho ngươi ngươi tới ta ở đây định vị trí tốt chu siêu xem điện thoại di động lên lão đại phát địa chỉ từ hối khu cán cân đường cũng không làm suy nghĩ nhiều liền lái xe hướng về chỗ này đi nửa giờ sau chu siêu đi tới lão đại phát vị trí Hoàng công tử, nhìn cái này ở vào trung tâm thành phố, ẩn giấu ở một chỗ hai tầng lầu nhà cũ kiểu Tây bên trong phòng ăn một trận kinh ngạc. Chu Siêu vừa mới chuẩn bị cho lão đại gọi điện thoại, liền nghe thấy sau lưng có người đập hắn một hồi, lão nhị hắn xoay người nhìn cái này thân cao 183, mặc đồ Tây dày da, đẹp trai kém hắn một phân nam tử nói rằng. Lão đại, có thể hay không không gọi ta lão nhị, ánh mắt u oán trừng trừng nhìn chầm chầm Lý Dương. Xem Lý Dương thân thể chấn động phát tẩm, ngạch, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đi thôi, đi vào, ta định vị trí thật tốt. Lý Dương một bên đi về phía trước, một bên giới thiệu. Đừng xem này phòng ăn tên gọi Hoàng công tử, lão bản kỳ thực là cái đại mỹ nữ, huynh đệ ngươi ta bằng hữu, trước đã tới mấy lần, món ăn đều còn rất có thể, hương vị không sai, chờ chút đề cử vài đạo đặc sắc món ăn cho ngươi nếm thử. Chu Siêu theo Lý Dương lên lầu 2 hắn nhìn những kia phục cổ kiểu âu đèn treo niên đại cảm giác mười phần gốm sứ bình hoa văn hóa phục hưng hệ thống bộ đồ ăn thạch anh chạm trổ vác học các loại từ mỗi một chỗ đều khiến người ta cảm thấy phòng ăn chủ nhân tao nhã đặc biệt thưởng thức mới vừa ngồi xuống lý dương liền vỗ tay một cái liền thấy bên ngoài bắt đầu mang món ăn đạo thứ nhất món ăn trước hoa quả đạo thứ hai món khai vị hoàng gia hầm trứng của hoàng đế thịt phối trứng cá muối đạo thứ ba sắc kéo thơm gan ngỗng phối quả lựu dầu giấm dịch, đạo thứ tư canh phẩm. Thạch học cá ngựa hầm gà đất, đạo thứ năm sashimi. Hokkaido tươi bối phối tươi nắm cục lát cắt, đạo thứ sáu món chính. Ngựa thơm xếp cánh cùng với vốn riêng nắm cục đen cá muối thịt kho tàu. Chu siêu bình tĩnh mà nhìn trên bàn món ăn, nếu như ở trước đây, chu siêu nhìn trước mắt những thức ăn này, sợ là từ lâu không nhẫn nại được. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Sống phóng túng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Món khai vị hoàng gia hầm trứng của hoàng đế phối trứng cá muối, của hoàng đế thịt dung hợp ở chân trứng bên trong, phối hợp trứng cá muối lên tô điểm tinh xảo giấy thết vàng, làm cho chỉnh nói món ăn cảm xúc tăng lên đến xa hoa đẳng cấp, một cái thiên kim, chỉ đến như thế, miệng vừa hạ xuống của hoàng đế thịt dung hợp chân trứng, thêm vào đàn hồi trứng cá muối, chu siêu cảm giác mình đầu lưỡi được thỏa mãn thơm gan ngỗng chu siêu nhìn một chút không có ra tay, chủ yếu vẫn là chưa từng ăn, đối với gan ngỗng cũng không phải rất cảm mạo. Siêu, ngươi uống chút cái kia gà đất canh, nghe nói cái này canh có thể tư âm bổ thận, đầu tiên là dùng lửa nhỏ hầm 8 giờ, sau đó để vào câu kỹ ở khó chịu 2 giờ, bên trong thạch học cùng tiểu hải mã đều có thể trực tiếp ăn đi, đại bổ. Chu siêu nhìn Lý Dương nói cái kia vẻ mặt, liền biết không chuyện tốt. Có điều trong lòng nghĩ, nhưng trên tay động tác đi không có dừng lại ý tứ trực tiếp dùng bát đựng bát canh một bên uống còn vừa nói ân ừ, thật không tệ có thể có thể tay trái cầm cái thìa tay phải cầm xếp cánh nhất thời ăn không còn biết trời đâu đất đâu ngươi ở nếm thử cái này nắm cục đen cá muối thịt kho tàu cái này có thể ngươi thích ăn trước đây ở trường học ngươi có thể là cướp ăn thịt kho tàu ngươi lần này có thể phải cố gắng thưởng thức một hồi lý dương ăn trong tay xếp cánh quay về chu siêu nói rằng chu siêu nghe vậy gấp một khối cá muối cắn một cái cá muối chất thịt thuần hậu tươi mới mềm trượt lại gấp khối thịt kho tàu chất thịt mềm mại lỏng hóa rất có cấp độ cảm giác đầu tiên là nước tương vị ngọt sau đó còn nắm cục đen xạ hương cuối cùng là đậu phụ mùi thơm ngát các loại hương vị nước canh cùng mùi thịt cuối cùng ở trong miệng hòa làm một thể bất tri bất giác chu siêu một người liền ăn hơn một nửa này 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 ngươi đúng là cho ta lưu một điểm nha ngươi đều ăn xong lý dương mới vừa cầm chén bên trong xếp cánh giải quyết xong liền nhìn thấy thịt kho tàu đã mắc thường tốc độ rõ rệt bị chu siêu ăn đi ngạch không kìm lòng được có điều đây là thật ăn ngon sau đó có thể thường xuyên đến nếm thử chu siêu chưa hết thầm thèm nỗ lực nỗ lực miệng nói rằng ngươi là chuẩn bị đi bán thận mà còn thường xuyên đến lý dương lường một cái nói rằng chu siêu cười cợt không lên tiếng tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra một bàn món ăn hai người cơ bản đều ăn sạch hai người đều tê liệt trên ghế ngồi ăn tốt thỏa mãn lý dương kêu một bình long tỉnh hai người một bên tán gẫu một bên uống trà đi dầu siêu chờ một chút ngươi đi đâu vậy có muốn hay không đi chỗ của ta ở không cần ta ở thượng hải có nhà nếu không ngươi đi chỗ của ta ngồi một chút ngươi ở ma đô có nhà trước đây tại sao không có từng nghe ngươi nói ngươi thật không có suy nghĩ không có gần nhất mới mua này không ta mới vừa trở về ma đô liền gọi điện thoại cho ngươi mà đi một chút đi đi xem xem chu siêu xem hai người đều nghỉ ngơi gần như lập tức liền đứng lên kết xong trướng hai người tổng cộng dùng một vạn năm có điều chu siêu cảm thấy vẫn là rất giá trị dù sao những kia món ăn thật rất tốt lý dương cùng chu siêu hai người vừa nói vừa cười hướng về bãi đậu xe đi đến Lý Dương móc ra chìa khóa, biêu biên, Chu Siêu nhìn thấy dừng ở hắn bên cạnh xe màu đen ben đèn chấp hai lần. Đi tới xe, Lý Dương hướng về Chu Siêu kêu một tiếng, liền mở cửa xe ra, nhưng nhìn thấy Chu Siêu đứng không nhúc nhích, đi nha, làm sao rồi? Ta lái xe tới, xe đây, ở đâu? Bên cạnh ngươi chiếc kia. Lý Dương quay đầu lại nhìn một chút chiếc kia màu xanh vỏ câu tam xoa kích, kinh ngạc nói rằng, tiểu tử ngươi còn có bao nhiêu sự tình? gạt mấy huynh để chúng ta, không nghĩ tới ngươi là nhất không thành thật một cái, ta muốn cho lão tam lão tứ gọi điện thoại, gọi bọn họ lại đây đánh ngươi một trận. Chu siêu nghe vậy sờ sờ dưới cầm, Lý Dương cũng không nói gì, đi thôi, ta chu đại thiếu gia, đi xem xem ngươi biệt thự. Chu siêu mở cửa xe, xông lên trước chạy đi ra ngoài. Mà đồ buổi tối là mỹ lệ làm rung động lòng người, 10 phút lộ trình, hai người mở sắp tới nửa giờ, hai chiếc xe trước sau lái vào nhà của kiểu tây ga ra lý dương xuống xe nhìn mình trước mặt nhà của kiểu tây kinh ngạc đến ngay người coi như nhà hắn là trăm ức tài sản thế nhưng cũng sẽ không nắm hai ức tài chính đến mua một căn nhà của kiểu tây lý dương chỉ chỉ nhà của kiểu tây vừa chỉ chỉ chu siêu cái nhà này là ngươi ngươi từ đâu tới tiền chu siêu chần chờ một chút nói bốn năm trước cha mẹ không phải xảy ra tai nạn xe cộ mà ta đem bồi thường tiền cầm mua tiền kỹ thuật số, quỹ thác cho quỹ hội thay quyền hoạt động, ai biết hiện tại lật hơn vạn lần. Bitcoin. Vậy ngươi bây giờ còn có bao nhiêu? Ta cũng không rõ ràng lắm, nên còn có mấy vạn viên đi, Chu Siêu khẳng định là sẽ không đem chính mình nắm giữ hệ thống sự tình nói cho Lý Dương, chỉ có thể nói chính mình trước đây mua Bitcoin, do quỹ hội thay quyền kinh doanh. Vậy ngươi sau khi có tính toán gì? Tạm thời không có dự định, ngươi cũng biết ta, mở công ty, không có phương diện nào năng lực, chỉ có thể mua điểm nhà, làm một cái bao tô công, tình cờ lữ du lịch vung. Ta là thật ước ao ngươi cuộc sống như thế. Hai người nằm trên ghế salon ngươi một lời ta một lời trò chuyện, Chu Siêu đột nhiên hỏi. "Lão đại bạn gái ngươi đây?" Bạn gái đã sớm chia tay, lại nói Siêu lấy ngươi hiện tại cái điều kiện này, tìm bạn gái không phải dễ dàng mà. "Ta, tùy duyên đi, tạm thời không vội, còn không gặp gỡ yêu thích." đi ta dẫn ngươi đi nai club vui đùa một chút, ta nhớ tới ngươi trước đây xưa này không theo chúng ta đi qua nai club chơi, ngày hôm nay ta mang ngươi đi xem một chút một hồi ma đồ nai club, Chu siêu suy nghĩ một chút gật đầu nói. Được, đi thôi. Hai người lập tức đứng dậy, lái xe hướng về Master xuất phát, không tới nửa giờ liền đến nai club Master. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.